Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Giái Heo Hơi hôm nay Và nếu anh chị mới ghé kênh à cũng như là chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống phía dưới của video Ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để tiếp tục theo dõi Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi sáng ngày Chủ nhật Ngày 23 tháng 5 năm 2021 Quý vị và các bạn thân mến theo ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay, giá hơi tại thị trường miền Bắc tiếp tục có xu hướng tăng, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Phải kể đến một số địa phương như là Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội hay là đối với tỉnh Thái Bình, các địa phương này đã chạm mốc 70.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Và thậm chí đối với dòng heo tuyển chọn ở khu vực này đã bán được với mức giá 71.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, đà giảm đã dừng và nhiều địa phương ở khu này đang giao động mức giá 67 đồng cho đến 69.000 đồng trên 1 kg đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay như là khu vực Đồng Nai cũng chỉ giao động mức giá 67 cho đến 69 000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh, một số huyện ở khu vực ngoại thành có mức giá cao hơn 70 000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Còn đối với thị trường miền Trung trong ngày hôm nay, một số địa phương như là Thanh Hóa, Nghệ An đang có xuống phục hồi rõ rệt. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ, đặc biệt là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và tỉnh Khánh Hòa trong ngày hôm nay, mức giá khá thấp so với các địa phương khác. Giáo định là tín hiệu đáng mừng đối với bà con nông dân bởi trong thời gian vừa qua giá hơi đã xuống rất thấp khiến người chăn nuôi không khỏi lo lắng. Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết có nhiều lý do để giá hơi trong thời gian qua đang có xuống giảm. Trước hết đó là nguồn cung đang quá dồi dào. Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết có nhiều lý do khiến giá heo trong thời gian qua đang có xuống giảm. Trước hết đó là do nguồn cung hiện nay đang rất dồi dào. Theo thống kê, lượng heo trong quý 1 năm 2021 đã tăng đến 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân thứ hai đó là do nhiều tỉnh đang bị dịch tả lợn châu Phi, người dân bán tháo chạy dịch, kể cả heo chưa đến tuổi xuất chuồng cũng bán. Bán tháo dẫn đến rội trợ, các thương lái được đài ép giá. Và nguyên nhân thứ ba đó là do tình hình đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến rất phức tạp và ngày càng khó kiểm soát hơn. Và nhiều khả năng một số tỉnh sẽ cho học sinh sinh viên nghỉ học dài ngày để phòng chống dịch. Nhiều nhà hàng, quán ăn tại các thành phố lớn cũng sẽ đóng cửa, sức tiêu thụ sẽ giảm. Và chưa kể hiện nay phía Trung Quốc đang đóng cửa khẩu để kiểm soát dịch Covid-19. Việc hàng hóa xuất sang quốc gia này là rất khó kể cả bằng con đường tiểu ngạch. Và ông Trọng cũng cho biết thêm nhiều tỉnh ở thị trường miền Bắc giá lợn hơi đã xuống thấp mức kỷ lục trong năm với giá cám, giá con giống ngày càng tăng cao khiến cho nhiều hộ chăn nuôi không khỏi lo lắng. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cũng đã giảm giá bán heo hơi trong thời gian vừa qua về mức 71,5 nghìn đồng trên 1 kg. Và hiện nay trung bình mỗi ngày CP Việt Nam đưa ra thị trường khoảng 18.000 con heo thịt. Ông Lê Xuân Huy, phó tổng giám đốc công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cũng cho hay, dự báo trong thời gian tới giá hơi sẽ có xuống tăng trở lại, đặc biệt nếu tình hình đại dịch Covid-19 được kiểm soát tốt. Nguồn heo sống nhập khẩu chính ngạch hầu như không có, chỉ nhập theo con đường tiểu ngạch với số lượng rất ít. Tuy nhiên, nguồn cung thịt đông lạnh hiện nay vẫn đang còn khá lớn, cạnh tranh trực tiếp đối với heo nóng ở trong nước. Còn đối với giá hơi trong ngày hôm nay, ngày 23 tháng 5, cụ thể ở các địa phương, thứ nhất đó là đối với thị trường miền Bắc. Trong ngày hôm nay, Hà Nội tăng hai giá lên mức 70.000 đồng trên 1 kg đối với dòng heo siêu nạc. Vĩnh Phúc do lợi mức giá 68 cho đến 70.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá cuộc Tam Dương, Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc lần đẹp đang bán mức giá 70.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương do lợi mức giá 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Ninh Giang của tỉnh Hải Dương đang giao động mức giá 70.000 đồng đối với dòng heo siêu. Bắc Ninh giao động mức giá 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Và đặc biệt trong ngày hôm nay, tỉnh Nam Định cũng nhảy vọt lên mức 69 cho đến 70.000 đồng. Và nhiều hộ chăn nuôi báo giá huyện Xuân Trường của tỉnh Nam Định đang có mức giá này. Còn đối với dòng heo áp siêu ở tỉnh Nam Định đang phổ biến mức giá 66.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng đang giữ mức giá ổn định như ngày hôm qua do động mức giá 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay đối với lợn đẹp cũng nhảy vọt lên mức 70.000 đồng trên 1 kg. Lợn móng cái lông trắng khu vực này đang có mức giá 66.000 đồng trên 1 kg. Ninh Bình 65 cho đến 67.000 đồng. Hà Nam trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Và đặc biệt tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay, nhiều hộ chăn nuôi báo giá 70.000 đồng trên 1 kg và thậm chí heo đẹp ở huyện Thái Thụy của tỉnh Thái Bình, các hộ chăn nuôi báo giá lên đến 71.000 đồng trên 1 kg và địa phương này giữ mức giá này khá là lâu. À, cách đây khoảng 3 ngày thì địa phương này cũng đã đạt 70.000 đồng trên 1 kg rồi. Lào Cai giao động mức giá 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg một số hộ chăn nuôi báo giá lợn siêu nạc ở huyện Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai có mức giá cao hơn 68 cho đến 70.000 đồng. Yên Bái do động mức giá 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương khác ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay như là Cao Bằng, Hà Giang đang phổ biến mức giá 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang phổ biến mức giá 67.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Yên Thế của tỉnh Bắc Giang trong ngày hôm nay chỉ dao động mức giá 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg đối với lợn áp siêu. Lạng Sơn dao động mức giá 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Ở Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nhiều hộ chăn nuôi cho biết chỉ bán được với mức giá giao quanh 65.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh đạt mức giá 68 cho đến 70.000 đồng. Tuyên quang trong ngày hôm nay đối với lợn siêu nạc giao động mức giá 65 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Áp siêu phổ biến mức giá 62.000 đồng, thậm chí lợn mỡ nhiều hộ chăn nuôi cho biết ở khu vực chiêm hóa của tỉnh Tuyên Quang chỉ có mức giá 58.000 đồng trên 1 kg. Bắc Cạn giao động mức giá 67.000 đồng, lợn mỡ ở khu vực này giao động mức giá 62 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ trong ngày hôm nay nhiều hội chăn nuôi báo giá ở khu vực Thanh Thủy Thanh Sơn và Tân Sơn có mức giá 69.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên dao động mức giá 68.000 đồng là phổ biến đối với lợn siêu nạc, còn đối với lợn áp siêu khung này đang báo giá do quanh 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực phía Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình trong ngày hôm nay, giá hơi khá cao ở hai địa phương đó là Điện Biên và tỉnh Lai Châu. Khu vực này đang dao động mức giá 68 cho đến 70.000 đồng. Trong khi đó, Hòa Bình có mức giá thấp hơn 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Sơn La do động mức giá 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La trong ngày hôm nay do động mức giá 66 cho đến 67.000 đồng. Sau một ngày giảm giá mạnh thì các tỉnh ở khu vực phía Nam trong ngày hôm nay khá ổn định. Đồng Nai trong ngày hôm nay do động mức giá 68 cho đến 69.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay có mức giá cao hơn so với các địa phương ở thị trường miền Đông, giao động mức giá 68 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu 67 cho đến 68.000 đồng, Bình Dương, Bình Phước và tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay giao động mức giá 68.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay như là Bến Tre chỉ giao động mức giá 66 cho đến 68.000 đồng, Cần Thơ 67.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như là Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An do động mức giá 67.000 đồng. Bạc Liêu trong ngày hôm nay có mức giá 68.000 đồng trên 1 kg, An Giang 67.000 đồng. Hai địa phương đó là Tiền Giang và tỉnh Kiên Giang trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 67 cho đến 68.000 đồng. Trà Vinh 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng 68.000 đồng là cao nhất, tuy nhiên nhiều hộ chăn nuôi báo giá áp siêu khung này chỉ đạt 66.000 đồng. Cà Mau trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 67.000 đồng trên 1 kg và địa phương này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay ghi nhận có Thanh Hóa và Nghệ An là có sự biến động theo xu hướng tăng nhẹ. Ở khu vực này, đặc biệt là đối với Thanh Hóa trong ngày hôm nay, lượng siêu nạc giao động mức giá 68 cho đến 70.000 đồng, áp siêu khu vực này dao động mức giá 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An trong ngày hôm nay lượng siêu nạc cũng nhảy vọt lên mức 68.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Diễn Châu của tỉnh Nghệ An đang có mức giá như vậy, còn lợn áp siêu khung này đang phổ biến mức giá dao quanh 65.000 đồng. Hà Tĩnh 65 cho đến 67.000 đồng. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay giao động mức giá 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Còn đối với thị trường miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay, Bình Định là địa phương có mức giá thấp hơn cả, 65.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam và Quảng Ngãi trong ngày hôm nay giao động mức giá 68.000 đồng, Phú Yên 67.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa trong ngày hôm nay giao động mức giá 67 cho đến 68.000 đồng, Ninh Thuận 68.000 đồng trên 1 kg và tỉnh Bình Thuận có mức giá thấp hơn 67.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.